Dwayne The Rock Johnson được dân Mỹ tín nhiệm ra tranh cử tổng thống. Rất nhiều người dân Mỹ muốn sau phim Fast and Furious tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Bản thân nam diễn viên cũng đã đề cập đến điều này trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây. Người hùng cơ bắp Hollywood Dwayne The Rock Johnson đã nhận được sự ủng hộ cao nhất của mọi người trong cuộc bình chọn online trên trang Bixay diễn ra từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 4 tháng 4. New York Post đưa tin, Dwayne The Rock Johnson được 46% người dân Mỹ bầu chọn làm tổng thống trong cuộc khảo sát việc ủng hộ các nghệ sĩ tham gia chính trường. Sau phim Fast and Furious đứng đầu, theo sau là Angelina Jolie 30%, Oprah Winfrey 27%, Tom Hanks 22% và cuối cùng là Will Smith 21%. Trong 46% của The Rock, có 29% cho biết họ sẽ ủng hộ những chiến dịch tranh cử tổng thống do tài tử tiến hành. 17% còn lại chỉ bày tỏ hy vọng được nhìn thấy cựu đô vật WWE sống ở trong Nhà Trắng vào một ngày nào đó. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 45% dân Mỹ tin rằng những người nổi tiếng được tự do làm những gì mình muốn khi tranh cử. 39% cho rằng sao hạng A có thể trở thành chính trị gia giỏi nếu họ có quan điểm chính trị đúng đắn. Giấc mơ ngồi ghế tổng thống của The Rock bắt đầu từ năm 2017 khi anh chia sẻ trên tờ GQ rằng tranh cử là một điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, nam diễn viên lại không tham gia vào cuộc chạy đua chính trị năm 2020 và đối đầu với ông Donald Trump như đã tuyên bố vì cảm thấy chưa sẵn sàng. Tháng 2 năm nay, cựu đô vật 48 tuổi người Hawaii cũng phát biểu trên tờ USA Today rằng anh sẽ xem xét một cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai nếu đó là điều mà mọi người muốn. Ngôi sao Fast and Furious cho rằng anh sẽ là một nhà lãnh đạo tự tin, sẵn sàng chịu trách nhiệm với tất cả công dân Mỹ. Ngôi sao trả lời, nếu tôi trở thành tổng thống, sự đỉnh đạt, tự chủ sẽ là yếu tố quan trọng nhất. Tinh thần lãnh đạo cũng quan trọng như việc chịu trách nhiệm với người dân. Dwayne Johnson có thể sẽ nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân Mỹ khi bước chân vào chính trường, bởi hiện tại anh là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất với 300 triệu người theo dõi trên Instagram. Tài tử hiện sở hữu khối tài sản khoảng 400 triệu USD, 2 năm liên tiếp là diễn viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới và được mệnh danh là cỗ máy in tiền của Hollywood. Cũng trong cuộc khảo sát này, 63% người Mỹ tin rằng các nghệ sĩ có thể trở thành những nhà chính trị giỏi nếu họ có thái độ chính trị đúng đắn và một đội ngũ hỗ trợ tốt. Trang tin TMZ bình luận rằng điều này không phải là ảo tưởng bởi cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng hoạt động trong showbiz. Tổng thống thứ 40 của Mỹ là Ronald Reagan từng làm diễn viên. Ngoài ra, tài tử kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger đã từng ứng cử thành công vị trí thống đốc bang California. Diễn viên kim cựu võ sĩ Jesse Ventura làm thống đốc bang Minnesota. Danh hài Al Franken là thượng nghị sĩ. Gần đây, tài tử Matthew McConaughey bày tỏ ý định tranh cử vào ghế thống đốc bang Texas và khẳng định anh có thể là một nhà lãnh đạo giỏi. Tuy nhiên, cuộc bầu chọn trên Bixay cho thấy Matthew chỉ nhận được 12% phiếu ủng hộ. Cho đến thời điểm hiện nay, Kanye West là ngôi sao tham vọng nhất đối với chiếc ghế tổng thống Mỹ. Tại giải thưởng MTV năm 2015, Kanye West kết thúc đoạn độc thoại 13 phút của mình bằng cách tuyên bố và vâng, như mọi người có thể đoán được vào thời điểm này, tôi đã quyết định tranh cử tổng thống vào năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2016, rapper 43 tuổi chia sẻ, khi tôi bảo muốn làm tổng thống không có nghĩa là tôi có quan điểm chính trị nào. Tôi chỉ có quan điểm về nhân loại, về con người, về sự thật. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để tạo ra sự khác biệt, trong khi tôi còn sống, tôi sẽ cố gắng làm. Kanye West cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế mà nước Mỹ đang đối mặt. Chúng ta tê liệt đến nỗi 500 trẻ em bị giết ở Chicago một năm. Chúng ta tê liệt vì 7 vụ nổ súng của cảnh sát hồi đầu tháng 7. Tối ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7 năm 2020, Kanye West đăng tải dòng trạng thái trên Twitter. Chúng ta phải thực hiện hóa lời hứa của nước Mỹ bằng cách tin vào Chúa, thống nhất tầm nhìn và xây dựng tương lai của chúng ta. Tôi sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ, thăng 2020 Visions. Lời tuyên bố của rapper da màu ngay lập tức bị nhiều người chế giễu, nhưng lại nhận được sự đồng thuận từ tỷ phú công nghệ Elon Musk.